Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh truyện audio. Mình tiếp tục gửi cho tất cả các bạn bộ truyện Kết Minh Hôn. Rất mong các bạn cho mình một like, một đăng ký kênh, comment cảm xúc của tất cả các bạn ở phía dưới phần bình luận. Rồi chúng ta cùng nhau đến tập 56 của ngày hôm nay, chương 620. Lúc này hai người chúng tôi hợp lực tấn công trực diện. Vừa đối mặt, tôi liền dùng chân đá một con quỷ búp bê con quỷ búp bê rơi xuống đất phát ra tiếng kêu ngào ngào đầy giận dữ. Hai con còn lại vô cùng giận dữ, há to miệng, nhe răng nanh, dường móng vuốt sắc nhọn bồ lấy chúng tôi như đồng mèo hoang vậy. Nhưng đạo hành của chúng nó không cao, hơn nữa tốc độ cũng không đặc biệt nhanh nhẹn. Kết quả là chỉ trong vài hiệp đã bị tôi và từ lâm tĩnh áp chế, hoàn toàn không phải là đối thủ của chúng. Ba con quỷ búp bê bị đánh nhấn mức liên tục phải lui về phía sau, biết mình không phải là đối thủ của chúng tôi nên muốn chạy trốn. Lúc này chúng bám vào tường cố gắng tránh né chúng tôi mà để chạy trốn. Nhưng sao chúng tôi có thể để cho chúng thành công? Tôi trực tiếp chặn lại hai con ở trong số chúng. Thậm chí là từ lâm tĩnh còn lấy ra một lá bùa đập vào đầu một con quỷ búp bê. Con quỷ búp bê bị trúng bùa dường như phát điên, không ngừng kêu to oa oa, vô cùng sợ hãi còn muốn dùng bóng vuốt kéo lá bùa ra. Vừa chạm vào lá bùa nó như là bị điện giật, không tài nào mà sẽ xuống được. Sắc mặt của từ lâm tĩnh ầm ầm âm trầm xuống, không một chút do dự, trong tay cầm kiếm lập tức hét lớn. Cấp tốc nghe lệnh, phá! Tốc độ kết ấn của từ lâm tĩnh cực nhanh, nhanh hơn so với tôi rất nhiều. Lúc này chỉ nghe cô ấy hét một tiếng, lá bùa gắn trên đầu con quỷ vua bê tỏa ra ánh sáng trắng, sau đó điện bùm một tiếng phát nổ. Ngay lập tức, chỉ cảm thấy từng trận chấn động do uy lực của lá bùa tạo ra, còn con quỷ búp bê kia sao có thể chống đỡ được uy lực của lá bùa này? A à một tiếng hét thảm, cả người nó bị thổi bay ra ngoài tại chỗ. Cuối cùng liền trực tiếp ngã vào góc tường, chán nứt ra, thân thể không ngừng co giật, hiển nhiên là không có sống nổi. Mày, mày dám, mày dám làm em tao bị tổ, tổn thương? một trong những con quỷ búp bê khàn khàn mở miệng sau đó nhanh chóng chạy đến chỗ con quỷ búp bê đang bị thương hành động giống như là bảo vệ đối phương cảnh tượng này làm tôi hơi ngạc nhiên ác quỷ có tình cảm sao quỷ búp bê là những vật âm sát độc ác không kém gì quỷ anh nhưng còn có thể làm ra hành động bảo vệ đồng loại thế này thật là ngoài ý muốn tuy nhiên dù thế nào đi chăng nữa, nếu như hôm nay đã gặp chúng tôi thì đều phải chết ở đây. Tôi không do dự, liền tiếp tục ra tay. Nhưng vào lúc này, hai con quỷ búp bê đột nhiên gầm lên một tiếng ao, không biết chúng đang định làm gì. Kêu rách cổ họng thì cũng vô dụng thôi. Tôi lạnh đùng nói rồi mới ra tay. Từ lâm tĩnh cũng dơ thành kiếm gỗ đào và lao về phía trước không một chút do dự tốc độ của hai chúng tôi rất nhanh không muốn cho những con quỷ búp bê này bất kỳ cơ hội nào tôi thấy từ lâm tĩnh đến gần hai con quỷ búp bê lao về phía chúng tôi thay là vì né tránh thấy cụ quỷ búp bê vồ tới tôi đã nhìn kỹ đạo hạnh cùng với hành động của đối phương sau đó đâm một kiếm vào chúng một kiếm này của tôi rất chính xác không có một chút sai lệch nào dưới một kiếm này vèo một tiếng liền đâm thẳng vào bụng của đối phương con quỷ búp bê hét lên một tiếng a à thảm thiết rồi ôm lấy cái bụng có vẻ như là đang vô cùng đau đớn khóe miệng của tôi lộ ra một nụ cười lạnh sau đó lại rút thành kiếm đồng tiền ra con quỷ búp bê rơi xuống đất cơ thể của nó bắt đầu co giật có vẻ như là đang rất đau đớn nhìn tôi đã thấy không có sống nổi rồi từ lâm tính ở bên kia thậm chí còn hung dữ hơn một kiếm xoẹt qua trực tiếp cắt trứt cổ của đối phương quỷ búp bê bị chém thành hai khúc trước sau cùng với hợp trận chiến đã được giải quyết trong vòng 5 phút từ lâm Tĩnh và tôi nhìn ba con quỷ búp bê trên mặt đất lộ ra một chút kích động từ lâm tính đắc ý nói <laughs> gặp chúng bồn đạo cô là các người quá là xui xẻo rồi đấy nói xong từ lâm Tĩnh đang định cất thanh kiếm đi chờ đối phương hồn vì vách tán nhìn bộ dạng của từ lâm tĩnh tôi không khỏi mỉm cười đang định cất thanh kiếm đồng tiền đi quay đầu nhìn đứa trẻ trong túi đen nhưng ngay khi chúng tôi trông có vẻ thoải mái vì nghĩ rằng trận chiến này đã kết thúc một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra con quỷ búp bê lúc đầu bị trúng bùa không những không có hồn phi phách tán mà lúc này nó còn chậm rãi đứng dậy vừa tình cờ nhìn thấy cảnh này lòng tôi đang mông lòng lại bỗng nhiên nhảy lên một cái tại chỗ lộ ra vẻ mặt kinh hãi đồng thời tôi cảm nhận được một luồng âm khí ngày càng mãnh liệt từ đối phương trong lòng chấn động tôi cảm thấy hơi khó tin đối phương đã trúng bùa chú hơn nữa uy lực của lá bùa vẫn đang nổ tung ở điểm trí mạng của đối phương loại tiểu quỷ ở trình độ này theo lý thuyết thì không thể nào mà chống lại một lá bùa mạnh mẽ đến như vậy sau khi bị trúng một lá bùa như vậy nó hẳn là phải hồn vi vách tán mới đúng chứ? nhưng hiện tại chuyện gì đang xảy ra đây? đối phương chẳng những không chết mà hồn lực tựa hồ càng mạnh hơn, Tàn phát ra sát khí cùng với nồng đậm hơn không ít. sau khi kinh ngạc tôi không khỏi nói: ok nó no, nó no vẫn chưa có chết. nói xong tôi lại siết chặt thanh kiếm đồng tiền. từ lâm tính ở bên kia giống như tôi, cậu ấy cũng có vẻ vô cùng kinh hãi, không ngờ chuyện này lại xảy ra. Nó 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 đã trúng bùa tam thanh của tôi Thế, thế nhưng còn thống Đây đây là có chuyện gì vậy Tôi nhớ mày Lộ ra tiếng ngưng chậm nói Mặc kệ Để tôi bổ thêm cho nó một nhát nữa Vừa nói tôi định bước tới để động thù Nó còn chưa có chịu chết sao Vậy thì đâm cho nó thêm hai nhát nữa Chắc chắn nó sẽ chết thôi Tôi nghĩ là như vậy Nhưng sau khi vừa di chuyển chân Một chuyện ngoài ý muốn khác lại xảy ra Hai con còn lại nằm ở trên mặt đất Vừa rồi còn đang co quắp Bộ dạng giống như là hồn phi phách tán vậy Nhưng lúc này cũng từ từ bò dậy Giống như con quỷ búp bê đầu tiên đã đứng dậy Khi chúng đứng dậy lần nữa Âm sát khí tỏa ra từ cơ thể của chúng Rõ ràng mạnh hơn và nồng đậm hơn trước rất nhiều Điều kỳ lạ hơn nữa là một trong số chúng tôi đã bị tử lâm tĩnh chặt đầu Đầu đã bị chặt nhưng con quỷ búp bê đó vẫn chưa có chết Thi thể không đầu vẫn đã đứng dậy Trong khi đầu của nó thì vẫn nằm ở trên mặt đất Nhưng bây giờ nó đang lạnh lùng nhìn chúng tôi Trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười danh mãnh Nhìn thấy cảnh này tôi và Tử Lâm Tĩnh hoàng hồn Đã bao giờ tôi nhìn được cảnh tượng này Quỷ đã bị chặt đầu mà vẫn còn có thể sống được Này mẹ đã chứ đây là tình huống gì đây Tôi không khỏi há hốc mồm, cảm thấy ba con quỷ búp bê này nhất định không đơn giản như chúng tôi tưởng tượng tôi nghiến răng tỏ ra nghiêm túc nói từ lâm tĩnh xem ra ba con quỷ búp bê này không có dễ đối phó như chúng ta tưởng tượng đâu đã nhìn ra thế nhưng bồn đạo cô không có sợ đâu câu cuối cùng của từ lâm tĩnh được nhấn mạnh sau khi lời này nói vừa mới dứt cô ấy giơ thanh kiếm gỗ đào của mình lên lại một lần nữa liều mạng lao lên tôi không có dám lơ là cũng giơ kiếm đồng tiền lên và lao tới Ba con quỷ búp bê cũng gầm lên khi chúng thấy chúng tôi tấn công lần nữa, sau đó cũng nhanh chóng lao lên. Cái đầu của quỷ búp bê đang nằm ở trên mặt đất lập tức bay lên không trung rồi cắm trực tiếp về phía. Từ trứng tĩnh. Từ lâm tĩnh, động tác của từ lâm tĩnh là rất nhanh, nhanh chóng mà né tránh. Cái đầu đó bay xung quanh từ lâm tĩnh một vòng, cuối cùng cũng quay trở lại cổ của nó, Tôi bên này thì cũng đang chiến đấu chống lại hai con quỷ búp bê. Đối thủ lần này rõ ràng mạnh hơn rất nhiều, ra tay hùng ác, lực đạo cũng lớn hơn không biết bao nhiêu. Điều kỳ lạ hơn nữa là tôi thực sự đã nhìn thấy hai chiếc rừng nhỏ mọc ở trên trán của ba con quỷ búp bê này. thấy đưa phương đột nhiên mọc rừng, tôi mơ hồ cảm thấy không có ổn. Hiểu biết của tôi về quỷ búp bê là rất ít, cũng không có sâu sắc. Buổi tối lúc gọi điện cho sư phụ, tôi còn nghe sư phụ hỏi tôi là quỷ búp bê có sừng hay không là cái loại da gì lúc đó tôi không khỏi chi tiết làm gì nhưng bây giờ xem ra việc con quỷ búp bê này có sừng hay không có thể liên quan đến sức mạnh của nó khi chiếc sừng không ngừng mọc ra từ trán đối phương ngày càng mạnh ta khí càng ngày càng nặng miệng há ra cũng càng ngày càng rộng ban đầu chúng tôi hoàn toàn nghiền áp được đối phương nhưng bây giờ ba con quỷ búp bê đã đánh ngang tay với chúng tôi lúc này từ lâm tĩnh và tôi thở không ra hơi đang tựa vào nhau còn ba con quỷ búp bê ở phía đối diện miệng nứt gần đến mang tai trong miệng mọc đầy răng sắc nhọn trông rất là đáng sợ mặt khác những chiếc rừng nhỏ màu đen dài năm cm mọc ra từ trán của chúng cơ thể tỏa ra một luồng sát khí rất nồng đậm ba con quỷ búp bê này rõ ràng là đang ngoan cố cứ tiếp tục chiến đấu như vậy chắc chắn không phải là lựa chọn tốt Thậm chí chúng tôi còn có khả năng là bị thương Xem ra là phải dùng biện pháp khác được Ngay khi tôi nghĩ về điều này Từ lâm tính đã nói với tôi Ba con quỷ búp bê này Đã vượt qua tính toán trước đó của tôi Tôi lại không có mang theo những cái pháp khí khác đâu Đinh Phạm Anh có biện pháp nào khác hay không Tôi hít sâu một hơi Lạnh lùng nhìn chằm chằm ba con quỷ búp bê Một tay chậm rãi đưa tới eo Vừa bạn tôi có một cái bảo linh ở đây Bảo linh này chính là chuông đồng mà mộ dung ngôn đã đưa cho tôi. Mộ dung ngôn đưa cho tôi thứ này là để tự vệ. Sư phụ cũng bảo tôi là luôn mang theo nó ở bên mình. Cho nên thứ này vẫn luôn bị tôi coi như là vật trang trí. Lúc này cũng treo ở trên người. Tại thời điểm này chính là lúc để dùng nó. Chuông đồng ra tay. Hẳn là ba con quỷ búp bê trước mặt này sẽ bị chấn áp thôi. Phải biết rằng thứ này là pháp khí của đạo môn, ngay cả lệ quỷ áo vàng cũng không có chống cự được, là pháp khí hiếm thấy. Từ lâm tính ở bên cạnh tôi đã rất ngạc nhiên khi tệ tôi nghe tôi nói là bảo linh. Vừa dứt lời tôi đã lấy chung đồng ra. Cái chung này dùng được hả? Từ lâm tĩnh nghi ngờ nhìn chằm chằm vào chiếc chuông trên tay tôi, nhưng tôi lại tiếp tục xé bằng dính phía dưới. Đừng có nhìn cái chuông này cố kỹ, đây tuyệt đối là bảo bối đấy. Tôi vừa dứt lời ba con quỷ búp bê ở đối diện cũng liếm lưỡi phát ra âm thanh ăn ngon ăn ngon. Giọng nói vẫn như cũ, vô cùng trầm khàn và rất khó nghe. Vừa dứt lời chúng liền dẫm chân há to miệng kêu ngao một tiếng rồi cắn thẳng về phía chúng tôi. Từ lâm tĩnh thấy đối phương lại gần nữa để tấn công, nào có dám sơ ý, giơ tay liền chuẩn bị ngăn cản. Nhưng tôi lại trở tay nắm chặt chiếc chuông đồng lắc nó về phía ba con quỷ búp bê. Trong nháy mắt, tiếng chuông đồng đinh đinh vang lên trong chèo vang thẳng vào trong vào miếu thổ địa âm thanh trong chèo dễ nghe nhưng những con quỷ búp bê bay về phía chúng tôi dường như nghe thấy âm thanh đoạt mạnh nào đó nước da của chúng thay đổi rõ rệt phát ra tiếng kêu sợ hãi cơ thể vốn dĩ đang bay đến liền lập tức phanh một tiếng rơi xuống đất không những như thế chúng nó còn tỏ vẻ khó chịu bịt tai mà kêu đau Ba con quỷ búp bê kêu lên đau đớn, ôm đầu lăn lộn ở trên mặt đất. Tôi nhìn cảnh tượng trước mặt này, sắc mặt lại vô cùng vô cảm. Ngay cả một lệ quỷ áo vàng cũng không thể chịu được tiếng trung đồng của tôi, thì sao ba con quỷ búp bê yếu ớt này có thể chống lại được chứ? Từ lâm tĩnh bên cạnh tôi sớm đã bị làm cho kinh ngạc đến mức há to miệng. Cô ấy chưa bao giờ nghĩ chiếc chuông nhỏ cố kỹ trong tay tôi lại là có uy lực mạnh và lợi hại đến như vậy cái này cái này là pháp ký gì thế mà thế mà lại lợi hại như vậy sao từ lâm tĩnh kinh ngạc hỏi nhưng tôi làm sao biết được đây là pháp ký gì chứ hơn nữa tôi cũng không biết lai lịch của nó ra làm sao chỉ biết là do mộ dung ngôn đưa cho tôi bên trên chuông đồng này có rất nhiều ký tự đặc biệt sư phụ đọc và đọc đạo trưởng và những người khác đều nhìn vào nó và nói rằng những ký tự đó là một dãy ký tự mặt trên của nó có khắc một trận pháp Chính là bởi vì có những trận pháp này tồn tại, âm thanh của trung đồng mới có uy, uy lực lớn lên như vậy, mới có tác dụng và năng lực trấn áp đặc biệt đối với yêu ma quỷ quái. Tôi cười cười, nói với từ lâm tĩnh. À, đây là bảo bối gia truyền của nhà tôi, đừng có nói nữa, trước tiên là thu phục ba con quỷ búp bê này đi. Tôi trực tiếp nói, bảo tử lâm tĩnh là nhanh chóng mà hành động. từ lâm tĩnh hít sâu vào một hơi, cũng không tiếp tục lơ là nữa, cô ấy quay ngoắt đầu lại nhìn ba con quỷ búp bê đang lăn lộn không ngừng kêu rên ở trên mặt đất cầm kiếm gỗ đào trong tay cô ấy trầm giọng quát mau nạp mặc đi nói xong liền giơ kiếm gỗ đào lên chuẩn bị đâm một nhát thật không khéo ngay khi kiếm ở trong tay từ lâm tĩnh vừa động cánh cửa lúc đầu vốn dĩ đang đóng kín đã bị người bên ngoài đạp đổ kêu lên một tiếng loảng xoảng sau đó một làn xương đen cuộn tới xông thẳng vào trong miếu trước khi chúng tôi kịp phản ứng lại màn xương đen đã chắn lại trước người ba con quỷ búp bê thanh kiếm cô đảo trong tay từ lâm tĩnh lúc này cũng tình cờ cắm vào trong màn xương đen nhưng ngay khi thanh kiếm đâm vào màn thương đen thì lập tức bị khựng lại như thể là bị kìm kẹp không thể tiếp tục đâm về phía trước nữa mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nỗi chúng tôi còn không kịp phản ứng lại khi định thần lại màn xương đen nó xuất hiện trước mặt chúng tôi nó đang từ từ cô đặc lại dần dần biến thành một bóng người. Thấy như vậy, từ lâm Tĩnh và tôi sững giờ trong giây lát. Khi hoàn toàn tỉnh lại, bóng người kia đã ngừng tụ lại rồi xuất hiện. Người này được bao phủ bởi một chiếc áo tròn đen, không thể phân biệt được là nam hay nữ. Thanh kiếm gỗ đào mà từ lâm tĩnh đâm vào đã bị ngón tay của người này bắt được. Từ lâm tĩnh đã thử nhiều lần nhưng lại phát hiện không có thể rút được thanh kiếm gỗ đào của mình ra. Từ lâm tính nhíu mày kẽ quát một tiếng Mày, mày là yêu đạo đến từ đâu Ngăn dặm, dám ngăn cản Bổn đạo cô giết yêu tà thế này Lúc này tôi cũng trở nên cảnh giác Giờ thành kiếm đồng tiền lên Chỉ vào bóng người đột nhiên xuất hiện này Người này rõ ràng không phải là thân thể thật Mà là một loại ảo ảnh Hơn nữa thực lực của nền này chắc chắn là mạnh lắm hẳn là một trong nhóm với ba con quỷ búp bên này ngay khi tôi đang chú ý và đánh giá người này người này phát ra tiếng cười ha ha quái dị sau đó người này dùng chất giọng già nua khẳng khẳng nói trẻ con không có hiểu chuyện sao ai người có thể hạ sát chiều đến như vậy chứ đang nói thì đối phương từ từ ngẩng đầu lên nhưng khi tôi nghe thấy giọng nói này và nhìn thấy khuôn mặt từ từ ngẩng lên của người này, sắc mặt của tôi lập tức thay đổi, trong lòng nhấc lên từng trận sóng to gió lớn. dáng vẻ này, giọng nói này, không phải. đó không phải là yêu đạo đã biến mất từ lâu, quỷ tam nguyên, quỷ đạo trưởng sao? trên mặt tôi lộ ra vẻ hoảng sợ, thật không ngờ lại gặp được quỷ tam nguyên ở đây. lúc trước phồng ra câu nếu quỷ tam nguyên không đột nhiên nhận được lá thư từ một con chim lớn đã bị sư sự, sự tồn tại của thánh cô gọi đi e rằng tôi đã chết trong tay của đối phương nhưng không ngờ bây giờ lại gặp nhau ở đây hơn nữa ba con quỷ búp bê này thế mà lại có quan hệ với gã quỷ đạo trưởng này mà từ lâm tĩnh bên cạnh tôi lại không quen đối phương lúc này sắc mặt vẫn lạnh lùng nói ông là yêu đạo đến từ nơi nào nếu còn dám cản trở bổn đạo cô lần này nữa Tôi sẽ chém chết ảo ảnh của ông Phá hủy cơ thể thật của ông Từ lâm tĩnh vừa dứt lời tôi đã ở bên cạnh nói Ông ta là yêu đạo mà ai cũng muốn giết Quỷ Tam Nguyên đấy Quỷ Tam Nguyên dưới sự giới thiệu của độc đạo trường Ông ta đã sớm là tội ác chồng chất Tiếng tăm vàng khắp đạo môn Bị các môn phái truy sát Ai cũng có thể giết chết được ông ta Là đệ tử của phái Mao Sơn Từ lâm tĩnh đương nhiên biết cái tên Quỷ Tam Nguyên này Lúc này nghe tôi nói, vừa rồi cô ấy còn tức giận, hiện tại sắc mặt đã cứng đờ, sau đó lộ ra một tia hoảng sợ, trực tiếp buông kiếm xuống, theo bản năng lui về phía sau hai bước. Tội, tội, tội ác, tội ác chồng chất, quỷ, 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 quỷ tam, quỷ tam nguyên, quỷ đạo trưởng. Quỷ tam nguyên nhìn thấy biểu hiện của từ lâm tĩnh, có vẻ như là khá hưởng thụ, vì thế liền buông ngón tay ra để cho thanh kiếm gỗ đào rơi xuống đất, đồng thời ông ta cười nói, <laughs> Đều là do nhóm đồng đạo đó không hiểu cho bần đạo. Kỳ thật bần đạo chính là người tốt đấy. Giọng nói khàn khàn kèm theo nụ cười nhếch mép. Vừa nói đến đây, quỷ tam nguyên nhìn thẳng vào từ lâm tĩnh. Một vẻ mặt kinh thường chợt hiện ra trên khuôn mặt nhăn nhau kia. Trong mắt lại thoáng hiện lên một tia sáng. Quỷ Tam Nguyên là yêu đạo thành danh đã lâu, tiếng át từng lẫy, giống đã được người người biết đến. Ngay cả khi từ lâm tĩnh trước đây chưa từng thấy quỷ Tam Nguyên, bây giờ nghe thấy tên của ông ta, cô ấy không khỏi sợ hãi và gần trương. Hơn nữa, khi quỷ Tam Nguyên liếc nhìn từ lâm tĩnh đã khiến cho từ lâm tĩnh cảm giác được một có áp lực khủng hoảng không thể giải thích được trong nhận thức của cô ấy quỷ tam nguyên không chỉ là một loại quỷ yêu tà mà là một tên thích gian dâm với phụ nữ là một tên yêu đạo tội ác tại trời huống trì từ lâm tĩnh vốn là một cô gái ngây thơ sau khi nhìn thấy ánh mắt và vẻ mặt không kiêng nể gì của quỷ tam nguyên cô ấy đã trở nên bối rối và hoảng sợ quỷ tam nguyên nhìn thấy từ lâm tĩnh như vậy càng cười ha hả ha, nói ha 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 cô gái nhỏ đừng có sợ bần đạo sẽ không ăn thịt cô đâu vừa nói quỷ tam nguyên vừa đưa tay vuốt ve đầu của ba con quỷ búp bê đang dán sát vào chân mình trên mặt lộ ra vẻ thoải mái ba con quỷ búp bê rất thân thiện với quỷ tam nguyên chúng rất thích được quỷ tam nguyên vuốt ve thậm chí còn dụi đầu vào chân của ông ta còn về phần từ lâm tĩnh Cô ấy có chút thấp thỏm bất an, vô thức nghiêng người về phía tôi. Quỷ tâm nguyên rất mạnh, tôi tự nhận mình được không có đánh lại ông ta. Nhưng lúc này tôi vẫn đứng ở phía trước mà để che chở cho tử lâm tĩnh. Tôi hừ lạnh một tiếng, giơ kiếm đồng tiền trong tay lên nói. Yêu đạo, ông đừng có quá kiêu ngạo, sớm muộn gì tôi cũng sẽ xử lý ông thôi. Tôi quát lớn một tiếng, lập tức khiến cho tử lâm tĩnh đang trong cơn hoảng sợ tỉnh táo trở lại, Cô ấy lấy lại bình tĩnh nuốt nước miếng nói Yêu đạo Sớm muộn gì tôi cũng sẽ xử lý ông Quỷ tăng nguyên hoàn toàn không quan tâm Đến lời nói của chúng tôi Thậm chí còn không liếc nhìn tôi một cái Dường như ông ta chỉ cảm thấy Hứng thú với từ lâm tĩnh thôi Vẫn là vẻ mặt ngoài cười Nhưng trong không cười Vậy sao Vân đạo đã hành tàu giang hồ nhiều năm Chưa từng sợ qua ai Cô gái hay là cô và bần đạo so vài tiểu chứ nói xong quỷ tam nguyên đã bước một bước về phía chúng tôi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của quỷ tam nguyên đừng nói là từ lâm tĩnh tôi cũng có chút bất an nhưng việc đã đến nước này cũng không còn cách nào khác nữa trong lòng khẽ động tôi nhắm ngay quỷ tam nguyên đâm một nhát đi chết đi quỷ tam nguyên thấy tôi nâng kiếm đầm tới liền tỏ vẻ kinh thường Ông ta giơ tay vùng một cái Trực tiếp đánh vào phần lưỡi kiếm đồng tiền của tôi Chỉ nghe bằng một tiếng Tôi cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ ập đến quỹ đạo tấn công nháy mắt đã bị thay đổi Cả người đâm dọc theo bên cạnh quỷ tam nguyên Nhưng quỷ tam nguyên lại không có thu tay lại Ông ta nhoáng lên một cái Đã lắc mình về phía trước Không đợi cho tôi đứng vững Đã cho tôi một đấm Ngay lập tức tôi chỉ cảm thấy bụng của mình đau nhói cơn đau phát ra từ bụng đã truyền đến toàn bộ cơ thể đau đến nỗi tôi nhịn không có được mà kêu ra tiếng lúc này quỷ tam nguyên nhỏ giọng nói bên tai tôi tên nhóc này lần trước tôi không có giết cậu lần này cậu làm hư truyền tốt của tôi lát nữa tôi sẽ luyện hóa cậu khiến cậu trở thành quỷ nô của bần đạo Nói xong quỷ tam nguyên lập tức thu tay lại Nhưng ông ta vừa thu tay Cả người tôi đột Cả như tôi như là mất đi chỗ dựa vịch một tiếng mà ngã xuống đất Cũng không biết vì sao Một cú đấm vừa rồi của quỷ tam nguyên Dường như đã hút hết sức lực toàn thân của tôi Ngoại trừ đau đớn tôi không thể cử động Chỉ có thể ôm bụng Vẻ mặt cảm thấy khó chịu Đinh Phạm, Đinh Phạm Từ lâm tĩnh thấy tôi bị hạ gục Chỉ với một đòn trong thời gian ngắn như vậy nỗi sợ hãi đối với quỷ tam nguyên đã tăng lên không ít. Mặc dù cảm thấy khó chịu nhưng tôi cũng đã nhìn rõ tình hình. Cho dù chỉ là một linh môi chứ không phải là cơ thể thật của quỷ đạo trưởng, cũng không phải là một cơ thể đi mượn sắc hoàn hồn, thì cũng không phải là thứ mà chúng tôi có thể đánh chính diện. Tôi che bụng, cố chịu đau đớn để nói với từ lâm tĩnh. Đi, đi mau! Từ lâm tĩnh thấy tôi có vẻ khó chịu, lại thấy quỷ tam nguyên đang nhìn chằm chằm, Cô ấy hiểu rằng nếu ở lại thì là sẽ phải chết. Anh chờ tôi, tôi sẽ trở lại cứu anh. Từ lâm tĩnh nói xong, lời này thì định xoay người rời đi. Nhưng cô ấy vừa xoay người, quỷ tăng nguyên đã giơ tay lên. Cánh cửa đang mở liền bịch một tiếng đã bị đóng lại. Ba con quỷ búp bê nhanh chóng chặn cửa. Bốn chân trống đất, chúng nghe rằng trợn mắt với từ lâm tĩnh, phạt ra tiếng gầm giận dữ. Đến nước này, tôi còn không có tiếp tục nói nhảm không muốn trì hoãn thời gian nên tôi liền vận chuyển đạo khí trong người kích hoạt ấn ký đen trong tình hình hiện tại chỉ có thể mời cô vợ quỷ của tôi ra tay kết quả vừa mới vận khí tôi liền kỳ quái phát hiện gân mạch trong cơ thể giống như là bị phong ấn một chút đạo khí cũng không thể vận chuyển được nếu không vận chuyển được đạo khí thì không thể kích hoạt được ấn ký đen trên cánh tay ấn ký đen không được kích hoạt làm sao mà tôi có thể gọi được mộ dung môn xuất hiện ở chỗ này chứ trong lòng tuy no lắng, nhưng tôi không có nhiều thời gian mà để suy nghĩ. Tôi gọi, không gọi được mộ dung ngôn, tôi đành phải mời đến hồ tiên. Tôi run run tay, lục trong túi lấy ra một cây nhang nhỏ dựng ở trong phòng, loại đặc chế, chỉ dài ba phân. Tôi muốn thắp nhang mời hồ tiên, nhưng quá trình này có thể hơi chậm và mất vài phút. Nhưng tôi cũng không có cảnh cách nào khác nữa, nếu không tôi chỉ có thể chờ mà chết thôi. Bên kia, từ lâm tĩnh thấy cửa đã đóng lại có quỷ búp bê cả đường nên đành phải lui về. Quỷ đạo trưởng bước đến nói, Cô gái, bần đạo thấy cô lớn lên là cũng khá trình đẹp, không thì đi theo bên cạnh hầu hạ cho bần đạo đi. Ngày bần đạo công thành danh toại thì sẽ cho cô được trường rình bất lão. Thế nào? Nói xong, quỷ tam nguyên lại lần nữa lộ ra vẻ mặt đắc chí. Từ Lâm tĩnh vốn e ngại tên yêu đạo tà môn này, bây giờ thấy tôi bị hạ gục chỉ trong một chiêu, cửa của ngôi miếu cũng bị phong tỏa, cô ấy đã mất đi khả năng phản ứng. Tuy nhiên hiện tại đã không thể rút lui. Nếu như cô ấy vội vàng rút ra một lá bùa cầm trong tay, ông, ông đừng có tới đây. Nếu không, nếu không tôi liều mạng với ông. <laughs> liều mạng cùng với bần đạo sao? Cô cho rằng cô có thể làm được hả? Trên mặt của quỷ tam nguyên lộ ra một nụ cười khinh thường mà tôi đã lặng lẽ thắp một cây nhang ngắn rồi cắm xuống đất, bí mật kết ấn rồi lặng lẽ bắt đầu niệm chú. Tôi làm tất cả trong bí mật nhưng cơ thể của mình che lại. Dựng quỷ tam nguyên cũng không có phát hiện chỉ mong bên chỗ tử lâm tĩnh có thể trì hoãn càng lâu càng tốt sau khi niệm chú mời tiên gia của hồ tộc đến xong chúng tôi sẽ có cơ hội duy nhất chạy trốn thậm chí giết được đối phương cũng không phải là không thể nhưng kết quả này bên này tôi mới bắt đầu nhiệm vụ được vài câu thì một con quỷ búp bê đang nhìn chằm chằm vào cửa đột nhiên tỉnh lại nhưng kết quả bên này tôi mới bắt đầu niệm được vài câu thì một con quỷ búp bê đang nắm chặt cửa đột nhiên khịt mũi vài cái, phát ra âm thanh hô hô như thể là người thấy vị gì đó. Sau đó nó đột nhiên ngột quay đầu lại, nhìn thẳng tôi với vẻ mặt tứ tợn, rồi đột nhiên phát ra một tiếng gầm gừ nhỏ lao vào phía tôi. Gân mạch của tôi đã bị quỷ tam nguyên phong ấn, nó khiến cho tôi hít thở khó khăn, không thể đứng dậy được. Lúc này đang tập trung niệm chú thì tôi phát hiện quỷ búp bê đang lao về phía mình. Lại không có kịp né tránh, con quỷ búp bê này đột nhiên hóa miệng cắn tùm cái vào cánh tay tôi và liên tục cấu xé như là một con chó điên vậy. Thậm chí còn dùng tay còn lại làm hư cây nhang đặc chế của tôi, làm gián đoạn nghi thức mời tiên của tôi. Muốn anh, muốn tôi đánh trả, nhưng bây giờ lại không có sức. Thân thể như vỗng bồn, chỉ có thể buông bỏ. Hành động đột ngột của quỷ búp bê đã lập tức thu hút ánh mắt của quỷ Tam Nguyên. Quỷ Tam Nguyên quay đầu nhìn lại, giơ tay về phía con quỷ búp bê đang cắn chết tôi, đồng thời nói. Nhà ra, đừng cắn chết cậu ta. Quỷ búp bê nghe được lời nói của quỷ Tam Nguyên thì mới chịu nhà ra, sau đó, nó vội vàng đi tới chỗ quỷ tam nguyên, rụi đầu vào chân ông ta, nghịch nọt đưa cây nhang ngắn trong tay cho quỷ tam nguyên. Trong miệng phát ra mấy tiếng y ô. Quỷ tam nguyên nghe một hồi, nước nhìn cây nhang ngắn trong tay, khẽ gật đầu nói. Ơi, à, thật là ngoan. Sau đó, quỷ tam nguyên lại nhìn tôi, khóe miệng nở một nụ cười, quỷ dị. Nhọc con, cậu thế mà lại dám niệm chú sau lưng bần đạo sao? nhìn tư thế này của cậu sao muốn mời hồ tiên tới giúp cậu ha? nhưng bần đạo nói cho cậu hay, đêm nay cho dù thiên vương lão tử đến đây cũng không có cứu được cậu. cậu nhất định sẽ trở thành vật hiến tế của bần đạo. nói xong, Quỳ tăng nguyên trực tiếp bẻ gãy cây ngang của tôi còn ném xuống đất đạp hai cái. Thật không ngờ, hành động bí mật của tôi cuối cùng cũng bị phát hiện. Thật đáng tiếc thay, nhưng tôi cũng không có thể làm gì được. Bây giờ quỷ tăng nguyên đã nói như vậy, tôi liền bày ra sắc mặt lạnh lùng. Tôi có nhịp cơn đau chuyển đến từ cánh tay và bụng, tôi cũng hừng hùng hằng nói. Chỉ cần, chỉ cần đêm nay tôi không có chết, sẽ có ngày, sẽ có ngày giết chết ông. Cầu <laughs> như vậy rồi mà còn muốn giết chết bần đạo sao? Trước mặt của bần đạo, cậu chẳng khác gì một con kiến đâu. Cuối cùng giọng điệu của quỷ tăng nguyên trở lên lạnh lùng, sau đó vung một tay về phía tôi. Đột nhiên một luồng khí đen ập đến, cân mạch của tôi đã bị phong ấn, cơ thể cũng bị áp chế, tôi hoàn toàn là không có khả năng né tránh, chỉ còn biết nhìn luồng khí đen lao về phía mình khi luồng khí đen vừa chạm vào cơ thể tôi cảm thấy bản thân như là bị vô số nhát đau đâm vào rất đau thật sự là nhịn không được tôi phát ra một tiếng thiết chói tai cả người theo bản năng lăn lộn trên mặt đất tôi không biết rốt cuộc đạo hạnh của quỷ tam nguyên đã đến trình độ nào nhưng thủ đoạn này quả thực có chút lợi hại từ lâm tính đang đứng ở phía bên kia của ngôi miếu vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi khó chịu như vậy. Đinh Phạm! Đinh Phạm! Nói xong, cô ấy chạy đến chỗ tôi với vẻ mặt lo lắng. Kết quả mới chạy được mấy bước, quỷ tam nguyên chợt lóe một cái, nắm lấy cổ tay của từ lâm tính. Cô gái à, cô cứ yên tâm, tên nhóc này chưa có chết được đâu. Bùng tôi ra, bùng tôi ra. Nói xong, tay liền cầm lá bùa đánh một trường về phía quỷ Tam Nguyên. Những đạo hạnh của từ lâm tĩnh cũng không hơn tôi bao nhiêu, sao có thể làm cho quỷ Tam Nguyên bị thương được. Kết quả là vừa mới giơ tay lên, cối đã bị bàn tay khác của quỷ đạo trường bóp lấy, lá bùa liền rơi xuống đất. Mặc dù từ lâm tĩnh có dây ruộng như thế nào cũng không thể giật ra được. Quỷ đạo trường cười ha hả liếc nhìn lá bùa. <laughs> bùa tam thanh của phái màu sơn nhưng cũng vô ích thôi nói xong quỳ đạo trưởng dùng chút sức đẩy từ lâm tĩnh ngã xuống đất ngay cạnh tôi từ lâm tĩnh rất sợ nhưng thấy thổi đau đớn lăn lộn trên mặt đất cô ấy vẫn giữ chặt tôi đói đinh phong đinh phong trong khi nói từ lâm tĩnh đưa tay lên chạm một vào huyệt đạo của tôi cơn đau trong người tôi đã nhanh chóng giảm đi rất nhiều Quỷ Tam Nguyên lại không có để tâm Dần dần đi về phía chúng tôi Thấy vậy từ lâm tĩnh Dù rõ ràng là rất sợ Quỷ Tam Nguyên Nhưng lúc này cô ấy lại rút ra một đá bùa Và đứng trước mặt tôi Bộ dáng là muốn liều mạng Đừng, đừng lại đây, đừng lại đây Tôi thấy vậy Trong lòng rất xúc động Muốn đứng dậy nhưng mà yêu pháp của Quỷ Tam Nguyên quá mạnh Khiến cho cơ thể tôi không còn chút sức lực Bây giờ khó có thể điều khiển được tay chân Quỷ Tam Nguyên không quan tâm chút nào mà nhẹ nhàng nói Được rồi, thời gian của Bần Đạo cũng không có nhiều Bây giờ Bần Đạo sẽ hiến tế tên nhóc này để cậu ta làm quỷ nô của Bần Đạo Về phần cô, chọc nữa Bần Đạo sẽ khống chế hồn phách của cô Để cô đi theo bên người Bần Đạo vừa nói quỷ tam nguyên vừa giơ một tay lên tạo ra kiếm chỉ ấn ông ta trợn mắt một cỗ khí đen bộc phát ra ngoài sau đó ông ta thấp giọng quát lên một tiếng sắc ngay khi chú lệnh được nói ra một cơn ớn lạnh ập đến thân thể của tư lâm tĩnh và tôi đột nhiên trở nên cứng đờ bị cố định ngay tại chỗ chẳng những thân thể không thể cử động mà ngay cả miệng cũng không thể mở được ra Lúc này tâm trạng của tôi vô cùng hoảng loạn và thấp thỏm. Không ngờ việc đối phó với ba quan quỷ búp bê lại liên quan đến một tên yêu đạo như là quỷ tam nguyên. Bây giờ rõ ràng là ba quan quỷ búp bê này là do chính ông ta nuôi dưỡng. Hiện tại đạo khí thì bị phong ấn, cơ thể lại bị cố định, không thể sử dụng hai phương pháp mời tiên và chưa hồn được. Tôi cảm thấy rằng mình gần như đã đi đến đường cuối cùng mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra ở trên trán cả người vô cùng lo lắng cảm giác đối mặt với cái chết thực sự không tốt chút nào mặt khác quỷ tam nguyên đã đi đến trước mặt của chúng tôi nhưng ông ta đã trực tiếp bỏ qua từ lâm tĩnh mà từ từ ngồi xổm xuống trước mặt tôi ông ta chậm rãi giơ tay lên lộ ra khuôn mặt già nua gầy gò cười lạnh nói nhóc con làm quỷ nô của bần đạo đi Nói xong, ông ta giơ tay lên, định vỗ vào đỉnh đầu của tôi. Khốn khiếp, tôi mà bị vỗ trúng, e rằng sẽ chết không thể nghi ngờ. Ngay lập tức, cả người tôi lại lạnh toát. Nhưng có lẽ là mạng tôi vẫn chưa có hết. Lúc này quỷ tam nguyên giơ tay lên, cánh cửa ban đầu đóng chặt, oanh một tiếng đã bị người bên ngoài đá tung. Bà bóng người từ ngoài miếu rông vào, đồng thời một tiếng quát to quen thuộc vang lên. Mẹ được chứ Dừng lại ngay cho ông Khi tôi nghe thấy giọng nói này Lòng tôi khét động Trong mắt bỗng lóe lên một tia hy vọng Giọng nói này Ngữ khí mắng chửi này Là sư phụ Sư phụ đã tới rồi Tôi nỗ lực đảo mắt Nhìn thấy ba người đang đứng ở cửa Ba người này ngoại trừ sư phụ ra Còn có độc đạo trưởng và lão phong Sắc mặt của ba người họ đều ngưng trọng Mang theo vẻ tức giận ba con quỷ búp bê cũng lập tức có phản ứng ngăn lại trước mặt ba người họ chân tay chống đất ngẩng đầu giống như một, giống lên một tiếng đám người sư phụ không chút cho sự sắc mặt tối sầm giờ tay đánh tới ba con quỷ búp bê đột nhiên lao tới chặn đòn tấn công của họ ba con quỷ búp bê mặc dù lệ hại nhưng ở trước mặt sư phụ và độc đạo trường cũng không có gì đáng đói sau một hồi đối mặt, chúng tôi đã bị sư phụ và độc đạo trưởng đánh đến mức kêu hoa hoa thảm thiết, lăn ra đất. Về phần lão phong, ngay cả khi vết thương còn chưa khỏi hẳn, cũng đã tự mình chấn áp một con quỷ búp bê. Quỷ đạo trưởng muốn hiến tế tôi cũng không phải chỉ là một trưởng đánh chết tôi đơn giản như vậy. Lúc này ông ta mới chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chăm sư phụ cùng với độc đạo trưởng. Lại là mấy người yêu đạo Đồng đạo trưởng hư lạnh một tiếng, không muốn nhiều lời, dơ kiếm đâm về phía ông ta. Sư phụ theo sát phía sau, hai vị sư phụ cùng nhau xông lên, không khỏi khiến cho quỷ tăng nguyên trợn mắt há mồm. Lúc trước quỷ tam nguyên dưới tình trạng mượn xác hoàn hồn thì còn có thể đánh ngang tay với đám người sư phụ. Cơ hội thắm cũng rất lớn. Nhưng trong trường hợp sử dụng linh môi như bây giờ, thực lực có thể đã bị suy giảm rất nhiều. Lúc này gặp nhau, quỷ tam nguyên buộc phải rút lui nhưng quỷ tam nguyên là một tên yêu đạo thành danh đã lâu thủ đoạn rất nhiều lúc này trong khi đánh với sư phụ vừa độc đạo trường ông ta đã tạo ra một loại kết ấn từng cơn gió mạnh dao động khí đen tràn ngập chỉ cần hơi bất cẩn một chút thì sẽ bị quỷ đạo trường đánh trúng một trường hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng bên kia hai con quỷ đã bị đánh ngã lúc này đã tìm được lão phong lão phong vốn có thể một đánh một nhưng bây giờ ba đánh một cậu ấy có chút không có chịu nổi hơn nữa vết thương còn chưa có lành lúc này chống đỡ có chút khó khăn tôi và từ lâm tĩnh đều bị cố định tại chỗ chỉ có thể căng thẳng nhìn diễn biến của trận chiến đồng thời hy vọng lão phong có thể đứng vững nhưng áp lực của lão phong đã tăng gấp đôi khiến cậu ấy không có chống đỡ nổi một giọng nói đột nhiên vang lên trong cơ thể lão phong đồ vô dụng chỉ có một tiểu quỷ vậy mà cũng không thể đối phó được hay sao lời vừa mới dứt thân thể của lão phong đã chấn động một cỗ âm khí mạnh mẽ tràn ra sau đó một bóng người bay vút lên trời trực tiếp tách ra khỏi thân thể của lão phong đó không phải là ai khác chính là hồn phách thứ hai trong cơ thể lão phong hàn tuyết phong phong ca sau khi phong ca lấy được viên xích hồng âm đan đã sử dụng một phương pháp độc môn để rời khỏi cơ thể của phong tuyết hàn trong một khoảng thời gian ngắn hơn nữa thực lực của anh ấy cũng được tăng lên ở một mức độ nhất định nhờ viên dích hỏng âm đan ngay khi phòng ca vừa xuất hiện anh ấy đã bộc phát ra một đường sức mạnh âm hàn phòng ca giống như là một tên côn đồ không chỉ mạnh mẽ mà tính tình cũng không bị trói buộc sắc mặt của anh ấy trở lên lạnh lùng trong mắt đã đi tới bên cạnh một con quỷ búp bê đột nhiên kêu lớn một tiếng chết đồng thời tung ra một đấm uy lực cực mạnh đánh vào điểm trí mạng của con quỷ búp bê chỉ bằng một cú đấm. Kết quả là con quỷ búp bê đó thậm chí còn không thể phát ra âm thanh nào, cơ thể của nó sau đó đã vang một tiếng nổ tung thành từng mảnh hồn phi phách tán. Thấy vậy từ Lâm Tĩnh và tôi đều sợ đến ngây người, mẹ nó chứ, đúng thật là mạnh mà. Phải biết rằng vừa rồi ngay cả lá bùa tam thanh của từ Lâm Tĩnh cũng không thể giết chết một con quỷ búp bê, hiện tại phong ca chỉ dùng một quyền đã giết chết một con uy lực như vậy thật sự là kinh người nhưng chuyện này còn chưa kết thúc sau khi phong ca đâm chết một con anh ấy đã lắc mình một cái tốc độ cực nhanh mang theo một trận gió lạnh lại tung thêm một cước nữa con quỷ búp bê bị tấn công vô tình nhào về phía lão phong kết quả bị đá trúng con quỷ búp bê này thậm chí còn không kịp phản ứng thì đã bị đá bay ra ngoài đập thẳng vào tường lão phong nhắm chuẩn cơ hội này chỉ một kiếm đã đâm vào điểm trí mạng của quỷ búp bê. Con quỷ búp bê lập tức cua tay múa chân, kêu ngào ngào thảm tiết, nhưng chỉ được mấy tiếng, cơ thể cũng bằng một tiếng nổ tung, hồn vì vách tán. Mẹ nó chứ, lại giết được thêm một con nữa rồi. Nhưng cũng có chút kỳ quái, sao lão phòng lại có thể chỉ một kiếm đã giết chết được đối phương. Vừa rồi chúng tôi chém đứt đầu đối phương, sao vẫn không thể giết được nó, tôi thắc mắc ở trong lòng nhưng không có thời gian mà để hỏi vì phong ca quá dũng mãnh một lần nữa ra tay lại là một ảo ảnh con quỷ búp bê còn chưa kịp hoàn hồn lại đã bị phong ca bóp cổ con quỷ búp bê không có vùng vẫy nữa giống như là một con mèo hoang vùng vẫy mà để sống sót nhưng phong ca không quan tâm chút nào anh ấy chỉ lạnh lùng nói đi chết đi nói xong anh ấy siết chặt tay lại con quỷ búp bê trực tiếp nổ tung âm khí chấn động hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Cảnh tượng này diễn ra rất nhanh, từ lúc phong ca xuất hiện đến khi giết chết hoàn toàn ba con quỷ búp bê chỉ mất chưa đầy 5 giây. Nhưng 5 giây này đủ để cho thấy thực lực của phong ca. Quá là kinh người, tôi và từ lâm tính đánh lâu đến như vậy mà không giết được bọn chúng. Thế mà phong ca chỉ mất có 5 giây mà để kết thúc được mọi thứ lại còn trông rất thoải, thoải mái. Sau khi giết chết con quỷ búp bê cuối cùng, Phong ca cũng không dừng lại mà lao thẳng đến chỗ quỷ Tam Nguyên ở phía bên kia. Về phần Lão Phong, cậu ấy chạy thẳng về phía chúng tôi. Lão Đình, cậu sao rồi? Lão Phong vội vàng hỏi, tôi đã bị yêu pháp của quỷ đạo trưởng cố định, không thể cử động hay nói năng gì, chỉ có thể nháy mắt với Lão Phong. Thấy vậy, Lão Phong lập tức hiểu được tình trạng của tôi, không có trần trừ, cậu ấy đánh bạch bạch mấy cái vào lưng tôi sau mấy cái đánh này tôi chỉ cảm thấy một đường hơi nóng sông thẳng lên trán tay chân vốn dĩ tê liệt đột nhiên có cảm giác trở lại đạo khí bị đè nén cũng nhanh chóng xông vào tứ chi xương cốt thân thể cũng khôi phục năng lực hành động lại có thể khống chế được đạo khí mặc dù lão phong không biết từ lâm tĩnh nhưng cậu ấy cũng đã giúp từ lâm tĩnh giải thuật khống chế cơ thể lao đình huyền đạo của hai người đã bị phong ấn hiện tại tôi đã giúp hai người hóa giải cậu cảm thấy thế nào rồi? lão phong hỏi. tôi hơi nhúc nhích thân thể. À, à, không sao. từ lâm tĩnh, cô thế nào rồi? tôi, tôi cũng không sao. từ lâm tĩnh vẫn có chút sợ hãi. được, vậy chúng ta cùng nhau thu phục tên yêu đạo này đi. nói xong, tôi nhặt kiếm gỗ đào ở trên mặt đất lên, rồi trông lên đến giúp đỡ. lão phong và từ lâm tĩnh cũng không có chậm trễ, nhanh chóng cùng đi lên. Thực lực của quỷ đạo trưởng không cần phải bàn cãi, nếu như là chân thân của ông ta ở chỗ này, e rằng trong số chúng tôi không ai là đối thủ của ông ta. Nhưng bây giờ ông ta ở trạng thái này chỉ là một loại thuật pháp được điều khiển từ xa, ông ta hoàn toàn không thể sử dụng được hết sức mạnh của mình. Năm người chúng tôi liên thủ với nhau, cho dù quỷ tam nguyên có lợi hại như thế nào thì cũng khó có thể chống đỡ nổi. Chỉ sau 10 hiệp, ông ta đã bị một trường của sư phụ đánh lui, Độc đạo trưởng chờ tay rút ra một lá bùa Trực tiếp vỗ lên người ông ta Quỷ tam nguyên không thể né tránh Trực tiếp bị lá bùa đánh trúng Cấp tốc nghe lệnh Vá Chú lệnh được vang lên Cơ thể quỷ tam nguyên nổ tung ngay tại chỗ Biến thành một làn xương đen Thân thể của quỷ tam nguyên mặc dù đã hóa thành sương mù màu đen Nhưng giờ phút này giọng nói của ông ta lại vang lên Đừng có đặc ý quá sớm Vân Đạo sớm muộn gì thì tìm thấy mấy người mà để tính sổ thôi hóa đấy chứ Chúng tôi sợ ông chắc Sư phụ hung hăng mắng một tiếng Quỷ Tăng Nguyên không nói gì Chỉ hư lạnh một tiếng Giọng nói vang vọng Màn xương đen bao trùm rồi nhanh chóng biến mất Thấy vậy trái tim bất an của tôi Cuối cùng cũng được thả xuống Cảm giác như là Chơi tàu lượn siêu tốc này Thật sự là không có dễ chịu chút nào Tiểu Phạm, con sao rồi? Lúc này sư phụ quan tâm hỏi han tôi, đồng thời nâng tay bị quỷ búp bê cào rách của tôi lên xem. Nhưng tôi mặc quần áo tương đối dày, hơn nữa quỷ búp bê chỉ mới cắn ré phần quần áo của tôi, cho nên trên cánh tay tôi chỉ để lại vài vẹt đỏ mà thôi. Sư phụ tôi lại cười nói với sư phụ. À, con, con không sao, sư phụ, con chỉ bị đấm một cái vào bụng thôi, Sư phụ thấy tôi neo nói như vậy, khẽ gật đầu, an tâm hơn rất nhiều. Độc đạo trưởng bên cạnh lúc này lại kêu lên: "Tiểu Phong cô gái này là ai?" Từ Lâm Tĩnh là đệ tử của phái Mao Sơn, khi độc đạo trưởng hỏi, cô ấy cúi đầu chào độc đạo trưởng và sư phụ theo quy củ trong nghề, sau đó tự giới thiệu. "Tiểu Bối Từ Lâm Tĩnh, đệ tử của phái Mao Sơn, cảm ơn hai vị tiền bối và đạo hữu ra đây để hỗ trợ." Độc đạo trưởng phiêu bạt răng hồi nhiều năm, cũng từng thấy qua đệ tử của các môn phái, hẳn là trước khi tới nơi này cũng đã được nghe nói qua. Bây giờ nghe từ Lâm Tĩnh tự giới thiệu về môn phái của mình, liền cười nhẹ rồi thu tay lại. Tôi không đứng ngốc quá lâu, nhanh chóng giới thiệu mọi người với từ Lâm Tĩnh. Sau khi mọi người làm quen với nhau, phòng cả đứng bên ngoài, đột nhiên chỉ vào hai cái túi trong biếu nói. Này, tại sao lại có hai cái túi ở đây? Bên trong hình như có người, sau khi nghe đến cái túi tôi và từ lâm tĩnh chợt nhớ ra trong túi vẫn còn trẻ em sắc mặt tôi tối sầm vội vàng chạy tới mở ra mau nếu tôi đoán không có lầm thì bên trong chính là đứa trẻ phong ca khi nghe thấy điều này cũng không có chậm trễ nhanh chóng hành động hai cái túi nhanh chóng được mở ra mọi người vội vàng chạy tới mà giúp đỡ sau khi mở túi ra quả nhiên thấy bên trong có hai đứa trẻ hơn nữa một trong hai số đứa trẻ này có thông tin trùng khớp với đứa trẻ bị lạc mà tôi nghe được trên radio chiều nay mắt nhỏ áo khoác lông vũ màu đen quan trọng nhất là có một nốt ruồi đen ở trên cằm sao lại có trẻ con ở đây lão phòng khó hiểu hỏi từ Lâm Thịnh và tôi có chút bối rối chúng tôi thật sự cũng không có rõ lắm không chắc nhóm buôn người của anh Hồ có liên quan gì đến quỷ tam nguyên hay không cuối cùng độc đạo trưởng đột nhiên xen vào theo như những gì bần đạo nhìn thấy, hẳn là thức ăn của ba con quỷ búp bê được quỷ tam nguyên dùng để nuôi dưỡng những con quỷ búp bê này. Đột nhiên nghe độc đạo trưởng nói như vậy, tôi không khỏi há hốc mồm. Dùng trẻ con làm thức ăn mà để nuôi ba con quỷ búp bê đó, chẳng phải là quá tàn nhẫn sao? Nhìn hai đứa trẻ đều đang hôn mê, sắc mặt tái nhợt, hẳn là đã bị dọa sợ không có nhẹ, vì thế tôi cũng không đánh thức hai đứa trẻ này mà để hai đứa trẻ nghỉ ngơi một lát. Dù sao nơi này tối tăm, hai đứa trẻ này và chúng tôi cũng không hề quen biết nhau một khi đánh thức dọa đến bọn chúng, hoặc chắc chắn là mất nhiều hơn được. Tuy nhiên tôi khá là tò mò về ba quan quỷ búp bê này, vì vậy tôi hỏi độc đạo trưởng và sư phụ. Độc đạo trưởng, sư phụ, trước khi mọi người đến, ba con quỷ búp bê này vốn đã bị chúng còn giết chết một lần, nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn chúng đã bình phục trở lại hơn nữa sát khí lại càng ngày càng mạnh trên đỉnh đầu lại còn mọc ra cái sừng nhỏ chuyện này là sao vậy sư phụ nghe tôi hỏi liền nói nguyên nhân khiến sư phụ kiên trì tới bây giờ là bởi vì sợi con đối phó không có nổi mặc dù quỷ búp bê khác với quỷ anh không thể lớn lên nhưng quỷ búp bê lại có hình dạng và năng lực đặc biệt cho nên chúng là một tồn tại khó bị giết hơn nữa Quỷ búp bê tưởng có thể chết đi sống lại Càng bị đánh thì càng mạnh Nếu như không có nắm giữ được phương pháp và thủ đoạn Không sử dụng pháp khí đặc biệt Hậu quả chính là tình huống trước mắt mà con đã nhìn thấy Chẳng những không có giết chết được đối phương Mà con còn có thể khiến cho đối phương tiến hóa Thư phụ nói từng thứ một Từ Lâm Tĩnh và tôi không biết nhiều về quỷ búp bê, lúc này nghe xong không khỏi trừng lớn hai mắt. Đồng thời độc đạo trưởng cũng nói thêm Đúng vậy Quỷ búp bê cũng nằm trong nhóm yêu vật Được tà giáo nuôi dưỡng Không có chỉ dễ nuôi Hơn nữa chỉ cần được cho ăn no Đầy đủ dương khí Máu thịt của người sống là được Sức chiến đấu của chúng cũng sẽ được tăng lên Trong đó những đứa trẻ cùng tuổi Chính là thức ăn yêu thích của chúng động đạo trưởng và sư phụ bắt đầu ông một câu tôi một câu giảng cho chúng tôi biết về đặc điểm hình thức tồn tại và đặc thù và cách thức tiến hóa của quỷ búp bê nghe xong tôi cũng có một số kiến thức mới về loại quỷ búp bê này quỷ búp bê trong tự nhiên rất khó luyện thành nhưng chúng vẫn là tồn tại nhưng xem ra ba con quỷ búp bê mà chúng tôi gặp được hôm nay chính là do quỷ đạo trưởng luyện thành cách luyện ra chúng cực kỳ phức tạp nhưng lại rất dễ nuôi Đầu tiên là chọn những hồn phách của trẻ con từ 3 đến 5 tuổi, càng nhiều càng tốt, sau đó đặt chúng vào một căn phòng kín gió, sử dụng một số yêu pháp hiến tế những hồn phách đó cho chúng ăn mỗi ngày, khiến cho oán khí sinh ra càng ngày càng nặng, từ đó mà hóa sát. Sau khi hóa sát là để chúng giết lẫn nhau, kẻ còn lại sẽ trở thành quỷ búp bê bậc trung. Những loại quỷ búp bê này chỉ là phôi thai bình thường và nguyên thủy nhất Tiếp theo, những con quỷ búp bê còn sống sót này sẽ được cấy vào cơ thể một đứa trẻ còn sống. Và con quỷ búp bê đó sẽ tiếp tục ăn mòn hồn phách của đứa trẻ từng chút một cho đến mươi 49 ngày. 49 ngày sau, quỷ búp bê sẽ thoát khỏi cơ thể mà đứa trẻ được sử dụng làm vật chủ sẽ chết đi, khiến cho bản tính của nó đạt đến mức độ hung ác nhất, sau đó có thể thăng cấp. Sau đó, Nhóm yêu đạo sẽ tiếp tục giam giữ những con quỷ búp bê này. Cách một tháng sẽ cho chúng ăn máu thịt một lần, giống như những đứa trẻ trước mặt. Chỉ cần được ăn đủ no, những con quỷ búp bê này sẽ không ngừng thăng cấp. Sừng mọc ra, sau đó làn da sẽ đổi màu, bắt đầu từ màu trắng tăng dần theo cấp bậc của quỷ hồn. Nếu có thể đưa đến khi da chuyển sang màu đỏ, thì thực lực của chúng sẽ vô cùng mạnh mẽ. Ngay cả nước quỷ áo đỏ cùng cấp cũng sẽ bị áp chế đáng sợ hơn là chúng gần như là rất khó giết giống như là tiểu cường Đánh mãi không có chết vậy sau khi sư phụ biết tôi đang đối phó với quỷ búp bê ông ấy đã nhanh chóng liên lạc với độc đạo trường đồng thời bôi bột chu sa lên kiếm vô đào vào bàn tay trước phương pháp này tương đối hữu dụng để đối phó với quỷ búp bê cấp thấp hơn nữa khi lần đầu gặp ba người họ đã bí mật rắc bột chu sa lên cơ thể của ba con quỷ búp bê triệt tiêu năng lực của chúng. Nếu không, muốn giết chết ba con quỷ búp bê này sẽ không có dễ dàng như vậy. Ngay đến đây, tôi và Tử Lâm Tĩnh chợt nhận ra, khó trách trước đó hai chúng tôi đánh có như thế nào cũng không thể giết được chúng. Đối phương còn càng ngày càng mạnh hơn, nguyên lai là có liên quan đến việc ăn máu thịt cùng với năng lực đặc thù của chúng. Về phần tại sao thư phụ và những người khác đều kịp thời, tất cả đều là do quỷ tam nguyên đã trả tấn tôi vài lần bằng xương đen. Tiếng hét của tôi phát ra từ miếu thổ địa đã khiến cho sư phụ và những người khác đang gần đây nghe thấy, lúc này mới lần theo âm thanh để tìm được chúng tôi. Nếu không, e rằng là tôi đã chết trong tay của ông ta rồi. Nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra, trong lòng tôi hiện tại vẫn còn khá sợ hãi. Mọi thứ giờ đã là quá khứ, quỷ búp bê thì đã bị diệt trừ, đánh lui quỷ tam nguyên, còn gián tiếp cứu được hai đứa trẻ. Mọi người nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị rời khỏi đây nhưng một vấn đề mới lại xuất hiện. Còn hai đứa nhỏ này thì sao bây giờ? Gọi trực tiếp đến đồn cảnh sát sao? Họ có thể nghi ngờ chúng tôi là bọn buôn người hay không? Lúc đó nên nói cái gì? Nói chúng tôi có thể bên ngoài bắt quỷ vừa vặn gặp được sao? Nghĩ đi nghĩ lại, tôi thấy hoặc là để cho hai đứa nhỏ này tự đi về hoặc là đưa đến trước cửa đồn cảnh sát để cho đồng chí cảnh sát hộ tống hai đứa trẻ về nhà. Làm như vậy chúng tôi sẽ không gặp nhiều rắc rối, hơn nữa có thể thành công đưa hai đứa trẻ về nhà. Đương nhiên, đối với nhóm cho vay nặng lãi và bắt hai đứa trẻ này cùng với tên cầm đầu là anh Hồ, tôi nhất định sẽ không buông tha cho bọn họ. Anh Hồ đã dính vài lá bùa của tôi, chỉ cần lá bùa được kích hoạt, tên này chắc chắn sẽ gặp quỷ mỗi ngày, thần kinh suy nhược. Tôi đã để lại địa chỉ cho anh ta, tôi không tin anh ta không đến gặp tôi. Khi anh ta đã đến gặp tôi, tôi sẽ cố dụ anh ta ra đầu thú và nhả ra tiền của tôi. Đó là tiền mồ hôi nước mắt của tôi là do tôi đã dùng chính chính mạng của mình mà kiếm được. Với kế hoạch như vậy ở trong đầu, chúng tôi đi bộ theo dọc con đường này để đi vào thành phố. Lão Phong và tôi nhận nhiệm vụ đưa trẻ tới đồn cảnh sát. Từ năm tính thế vậy thì cũng muốn đi theo. Vì vậy, sau khi rời khỏi miếu thủ địa, trên đường chúng tôi đã tách khỏi sư phụ và độc đạo trường Họ đến khách sạn gần nhất mà để dừng chân, còn chúng tôi đi theo bản đồ trên điện thoại để đến đồn cảnh sát gần nhất. Mọi người tuy mới gặp nhau nhưng đều là người trừ tà, bầu không khí rất là hòa thuận, vừa cười vừa nói vừa trao đổi thông tin liên lạc. Trên đường đi, tôi còn gặp phải hai du hồn giá quỷ, chúng thì không có sát khí, chỉ là nhìn chằm chằm chúng tôi từ xa. Chúng tôi cũng không có để ý, tự mình tiến về phía trước, chúng tôi mất nửa giờ đi bộ theo dọc đường dẫn đến cổng đồn cảnh sát nơi này sắp bị phá bỏ và di rời nên tương đối hẻo lánh cũng không có camera cứ như vậy chúng tôi có thể che giấu hành tung của mình vừa tránh được khá nhiều rắc rối cẩn thận nhìn kỹ phát hiện xung quanh không có ai tôi và lão phong ôm hai đứa nhỏ chạy đến trước đồn cảnh sát đặt hai đứa trẻ xuống rồi chạy đi đó là tất cả những gì chúng tôi có thể làm về phần những chuyện sau đó thì chúng tôi không hề quản được tiếp theo chúng tôi tăng tốc quay trở lại dọc theo con đường đến khách sạn nhỏ nơi sư phụ và độc đạo trưởng dừng chân đêm này cũng đủ mệt rồi về phòng tôi liền ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau giường rất ấm nhưng sáng sớm tôi và lão phong đã bị tiếng đập cửa mà đánh thức mơ mơ màng màng mà đáp một tiếng ai à ai à ai gọi đây đã có chế rồi Chúng ta về thôi Dòng của sư phụ lập tức vang lên Tôi bàng hoàng nhìn đồng hồ treo tường Thấy sắp 9 giờ rồi Tôi lảo đảo đứng dậy Mà đi ra mở cửa Vừa mở cửa đã thấy sư phụ và độc đạo trưởng bước vào Dục chúng tôi là mau rời giường Tôi và Lão Phong thực sự không nghĩ tới Sau một lúc tôi đột nhiên nghĩ tới Ngô huệ huệ Sau đó tôi tìm cái cớ nói Sư phụ Sư phụ về trước đi hôm qua con có một người bạn dù con tham gia lễ khởi động máy kết quả lại gặp phải quý búp bê hôm nay nhất định phải tiếp tục đến đó lão phong nghe tôi nói như vậy thì ngáp một tiếng sau đó nói thêm ờ sư phụ đến lúc đó chúng con sẽ cùng nhau trở về hai người cứ trở về trước đi sư phụ và độc đạo trưởng cũng không có biện pháp khi nhìn thấy bộ dạng lười biếng của hai chúng tôi nói chúng tôi là phải cẩn thận sau đó nhanh chóng mà rời đi sau khi hai người họ rời đi, Lão Phong và tôi đã ngủ đến trưa, rồi mới thay quần áo đi tắm rửa. Đồng thời tôi mở điện thoại và gọi cho Ngô Huệ Huệ. Kết quả vừa kết nối, đối diện liền truyền đến giọng nói lo lắng. Đinh Phạm, anh không sao chứ? Sao muộn thế này mới gọi cho tôi? Tôi xấu hổ cười. À, tôi lỡ ngủ quên mất, Chuyện của miếu tổ địa đã giải quyết xong rồi Cô có thể, cô có thể nói với trường đạo diễn Tối nay có thể khởi động máy rồi đấy Được rồi, không thành vấn đề Nhưng hiện tại anh đang ở đâu Tôi đi tìm anh Ngô Huệ Huệ tiếp tục nói Tôi thì cũng không có để ý Nói là tôi đang ở trong khách sạn nhỏ Ở phía tây ngoại ô Chúng tôi trò chuyện thêm vài câu rồi cúp điện thoại Lúc này tiếng có cửa lại vang lên Đinh Phạm Phong Thuyết Hàn mở cửa Chúng ta lên báo rồi này giọng nói của từ lâm tĩnh đột nhiên vang lên bên ngoài cửa mang theo một chút đỏ lắm nghe vậy lão phong và tôi hơi nghênh người cái gì chúng tôi lên báo có nhầm lẫn gì hay không chúng tôi cũng không phải là đại minh tinh gì lên báo cái bộ gì chứ nhưng tôi cũng không có chần chờ liền mở cửa ra tôi thấy từ lâm tĩnh vội vàng đi vào trên tay cầm điện thoại di động nói với hai chúng tôi này các anh nhìn xem tương qua chúng ta đã bị chụp hình rồi còn bị nghi ngờ là bọn buôn người nữa đấy À, cái gì? Tôi và lão Phong lộ ra chút kinh ngạc, mẹ nó chứ, không xui đến như vậy chứ. Nếu thật sự là bị xác định là bọn buôn người và chúng tôi cho dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được nỗi oan này. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi vội lấy điện thoại ra xem, phát hiện đó là một mẫu tin địa phương, vài dòng văn bản, một đoạn video nhỏ và hai bức ảnh. Tiêu đề bắt mắt là bọn buôn người có tật giật mình bắt cóc trẻ con rồi lặng lẽ đưa lại về đồn. Có lẽ là vào dạng sáng nay, sở cảnh sát ở phía tây ngoại ô đã tìm thấy hai đứa trẻ. Sau khi xác nhận đúng là đứa trẻ vừa bị báo mất tích, hơn nữa hai đứa trẻ này là được ba người khác gửi tới. Sau khi xác nhận ban đầu của cảnh sát, người ta nói rằng ba người này có thể là ngoại, nghi phạm buôn người. Vì sợ bị pháp luật trừng phạt nên trong đêm đã gửi hai đứa trẻ đến đồn cảnh sát phía tây ngoại ô còn về phần video trong con phố tối tăm ba bóng người đột nhiên đi ra từ trong ngõ sau đó quay lưng về phía máy quay đi về phía trước một vài bức ảnh cũng có bóng lưng của chúng tôi nhưng tôi nhìn trái phải cũng chỉ thấy một vùng đen lớn nam hay nữ còn không thể phân biệt được chứ đừng nói là đến chụp được bộ dạng của chúng tôi tôi thở phào nhẹ nhõm à, không có việc gì không thấy khuôn mặt của chúng ta cũng không phân biệt được nam hay nữ Chờ hai ngày nữa tôi sẽ để tên cho vay nặng lãi này ra đầu thú. Chúng ta sẽ không có việc gì đâu. Tôi thất thần nói. Từ lâm tĩnh lại không vui, tức giận nói. Này, anh xem bình luận đi. Rõ ràng chúng ta làm việc thiện, nhưng cuối cùng suýt nữa đã bị chửi mắng chết ở đây này. Nói xong, từ lâm tĩnh liền bấm vào một bình luận. Bài viết này mới đăng hơn 2 tiếng mà đã có hơn ba nghìn bình luận. Tôi liếc xuống nhìn thấy mấy lần bình luận nghiêng về phía mắng chửi đủ loại lời buộc tội đều không đều buông lời chỉ trích với chúng tôi. Nhưng không có cách nào cả. Quân chúng không có biết sự thật nhưng trong thâm tâm của chúng tôi biết những gì mình làm không hề trái với lương tâm. Tôi bảo từ lâm tĩnh đừng có xem nữa. Kẹo càng ngày càng giận. Con nói là đã trưa rồi nên xuống lầu mà ăn cơm đi. Từ lâm tĩnh cất điện thoại đi, sau đó cùng chúng tôi rời khỏi khách sạn nhỏ này. Chúng ta cùng nhau kết thúc tập 56 ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo.